xem cái MV ấy, thì mình thấy thật sự là tại sao mà Tịnh không có chuyển qua đóng phim. Anh thắc mắc quá, anh nghĩ là chắc anh cũng chấp lên giải nghệ để cho bạn em đóng rồi. Tại vì trong cái diễn xuất của em nó mềm mại mà nó nhập vai, nó rất là hay, nó lôi cuốn từ đầu tới cuối. Anh xem thì anh cảm nhận rất là xúc động trong cái MV này. Em cảm ơn anh. Đó một điều là anh thấy rất là bất ngờ đối với một người ca sĩ. Thường thường thì ít ca sĩ Việt Nam nào mà diễn xuất mà anh nói thật, đây là không phải là mình nói nhìn nhận mà theo một cái nhìn về nghề nghiệp á, chuyên môn á, thì anh ấy rất là nhập vai mà rất là nhẹ nhàng. Thì cái điều đó là điều thành công của MV. Cái thứ nhất như nãy em nói là em khó thoát ra khỏi cái vai diễn này, đúng rồi, tại em đi vô sâu quá em cũng khó ra. Mà nếu mà em đóng phim thì chắc là một năm sau em mới ra được. Cái này có mấy ngày mà em chưa ra được. Thì cái kỷ niệm trong cái bộ phim này, trong cái phân đoạn là có cái cảnh mà đánh nhau action. Mình không ngờ là Thịnh lại cũng có một cái máu mà hành động rất là hay. Những cái pha mà đánh đấm mà, tại vì mình tưởng em rất là yếu ớt, em không có thể hành động được. Và trong quá trình quay á, thì có lại nhắc nhở và đứng phía sau em mà đẩy em vào những cái khung hình. Tại vì cái khung hình đang động, máy di động rất là nhanh. Nếu em không có vô kịp đánh cái đòn này á, thì nó giả lắm, nó rất là giả. Tại vì Hoàng Phúc cũng rất là kinh nghiệm về mấy cái pha hành động. Thì lúc anh nhắc quyết định đẩy nhẹ vô thì vô đánh, cứ em cứ đánh thật đi, nó đánh tá lạ đó, rất là hay, rất là anh hùng, nhìn thấy ghê lắm đó. Nhưng cái đoạn hành động đó là rất là cực, quay lúc đó chiều đã hết nắng rồi, nó phải đánh mà được không được là thua luôn á. Thì Tịnh làm rất là tốt. Khi mà bước vào quay thì tất cả mọi thứ đã thay đổi, và mình cũng bị cuốn theo cái guồng của cái nhân vật đó. Mình đọc kịch bản, mình lao vào, mình diễn, mình đóng. Thì lúc đó thật sự mình đã không thoát vai ra được. Mà may mắn khi MV lần này có được cái sự hợp tác cũng như là cái sự giúp đỡ, hỗ trợ từ những đàn anh đàn chị trong lĩnh vực điện ảnh rất là chuyên nghiệp như anh Hoàng Phúc và chị Hoài An. Rồi mọi người đã làm cho cái mặt của cái bộ phim, những cái cảm xúc của bộ phim nó dâng lên đến cái mức mà cao trào nhất có thể. Và đây cũng là lần đầu tiên mà trong MV của Nuôi Phước Thịnh có sự xuất hiện của những gương mặt của các đàn anh đàn chị trong lĩnh vực điện ảnh. Vì vậy cho nên là Nu cũng cảm thấy một phần đây là cũng là một cái mối duyên, mà cũng nhờ vào những cái sự diễn xuất của các anh chị thì cái mạch của MV nó được tăng lên rất là cao, và cái góc nhìn điện ảnh nó được đánh giá khá là cao hơn. Vì vậy cho nên rằng là mình mới cảm thấy tự tin hơn về sản phẩm này. Và một điều nữa là anh Phúc, khi mà cái cảnh hành động đó, anh Phúc đã giúp cho Nu rất là nhiều, cái việc mà chỉ cho Nu biết được cái thao tác phải như thế nào, đánh phải như thế nào và phải né máy như thế nào. Vì lúc đó mọi người biết là khi mà vào set rồi thì mọi thứ nó đều rất là hỗn loạn, và phải người diễn viên phải thật sự tay ngang như Nu Phước Thịnh, thì Nu Phước Thịnh không thể biết được rằng là làm sao để mà có thể vào đúng góc máy, vào đúng đánh như thế nào để lấy được những cái góc đó. Và một phần nó cũng phải nhờ DOP rất là nhiều, vì bạn cũng phải né những cái góc như thế nào để mà lấy được những cái hành động nó thật nhất, đúng không ạ? Mọi người thấy là dùng lực cái tác đó thì phải là một người thật sự có kinh nghiệm để mà đủ cái góc và đủ cái lực để mà khi mà để nó không chạm tới cái mặt của mình, chạm tới chắc khỏi quay nữa. Và anh Phúc đã chỉ bảo Nu rất là nhiều, và khó cho anh Phúc một cái là anh Phúc phải tự né luôn. Đáng là chỗ đó là anh Phúc phải đứng tới, mà anh Phúc phải đứng né về để hất cái tác đó, thì đó mới là một trong những cái điều mà chỉ có những người đã kinh qua rất là nhiều góc độ điện ảnh thì mới có thể làm được cái việc đó.